hot hot hot. Alpha 1P ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Top 10 kỹ năng mạnh nhất của Luffy. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là thuyền trưởng Sâm Đi Soi đẹp trai của các bạn đây. Trong suốt cuộc hành trình làm hải tặc của mình, Luffy đã phải chiến đấu với biết bao đối thủ sừng sỏ từ Thất Vũ Hải, Hải Quân rồi cả Tứ Hoàng. Mỗi lần gặp phải những đối thủ mạnh như vậy, cậu phải liên tục tập luyện, học hỏi cho rồi những kỹ năng mới để nâng cấp sức mạnh và vận dụng chúng trong chiến đấu. Hoặc bí quá thì thành Oda buff cho tí thôi mà, có cái gì đâu. Vậy tới thời điểm hiện tại là ở Aquano, Luffy đã phát triển những tuyệt chiêu mới nào và đâu là tuyệt kỹ mạnh nhất mà cậu đang sở hữu? Mời anh em hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Top 10 kỹ năng mạnh nhất của Luffy, bắt đầu thôi nào. Một, King Cobra. Đây là một trong những dạng mạnh nhất của Gear 4, Snake Man. Kumugumono King Cobra cho phép Luffy kéo ra cánh tay hết mức có thể mà không cần dùng đến năng lực của Trá Quỷ. Sau đó, cậu ném nó lại vào cơ thể rồi bắn ra với một lực và tốc độ kinh hoàng. Lần đầu Luffy trình hàng chiêu thức này là trong một cuộc đối đầu với đội trưởng đội 1 bằng Big Mom, Charlotte Katakuri. Trạng thái Gear 4 Snake Man có ưu thế về tốc độ và sự linh hoạt trong những cú đấm hơn là hai dạng còn lại là Bao Man và Tank Man. Các cú đấm của Luffy có thể được thay đổi hướng tấn công và giúp chúng liên tục tăng tốc, khiến cho Katakuri phải dùng đến Haki quan sát thấu thị tương lai để né tránh. Với chiêu King Cobra, thay vì ngay lập tức nhắm thẳng vào đối thủ sau khi được thả ra, cánh tay bị nén chặt của Luffy lượn vòng quanh bản thân trước khi tung ra một cú đấm cực đại về phía đối thủ. Điều này là nhằm để gia tăng tốc và sức hủy diệt cho cú đấm cũng như là tạo hiệu ứng lửa quanh nó do được ma sát mạnh với không khí. Gomugomuno King Cobra chính là chiêu ra đòn cuối cùng hạ của Katakuri. 9. King Kong Gun. Gomugomuno King Kong Gun là phiên bản nâng cấp của Gomugomuno Kong Gun trước đó. Đây được coi là chiêu thức mạnh nhất mà Luffy đã học được trong 2 năm luyện tập tại đảo Rusukaina. Trong hình dạng Gear 4 Bound Man, Luffy thổi khí nhiều hơn vào cơ bắp, gia tăng độ nén và kích thước cú đấm gấp nhiều lần. Chiêu thức này đã đâm thủng lớp phòng thủ bằng tơ nhện vững chắc của Doflamingo, trong khi trước đó, với năng lực thức tỉnh từ Trá Quỷ Ito Itonomi, Kong Gun vẫn là chưa hề hấn gì với sự phòng ngự được cho là kiên cố nhất của Hồng Hạc, đấm trực diện vào mặt hắn, tặng ngay một vé phi thẳng xuống tầng hầm bí mật mà không cần phải đi bộ. Kể cả khi đã vào Impel Down, hình ảnh về đòn đánh đó của Luffy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Luffy. Tới với Hoàng Đô Quốc, kỹ năng này đã được nâng cấp lên hẳn một cấp bậc mới với sự vận dụng của Ryou hay là Haki vũ trang cấp cao được chỉ dạy từ cụ Hyogoro. Luffy không cần thổi khí vào tay mà chỉ cần tập trung một lượng lớn Ryou đã đủ để tối đa hóa kích cỡ của năm đấm rồi. Trong quãng thời gian luyện tập ở Udon, cậu đã dùng chiêu thức này sau khi được buff thêm Ryou để phá vỡ một tấm kim loại lớn trong nhà tù. 8. Red Rock. Gomugomono Red Rock là sự kết hợp của Gear 3, Gear 2 và Elephant Gun, một phiên bản nâng cấp của Red Hawk với một chút lĩnh hội từ Haki vũ trận đẳng cấp cao mà Luffy đã được chỉ dạy bởi ông trùm Hyogoro Hoa trong khoảng thời gian tại nhà tù Udon. Cô đã bổ sung thêm cho nắm đấm lửa của mình một lớp Ryo cứng cáp bên ngoài giúp gia tăng sức sát thương và sức mạnh cho cú đấm. Sau khi thoát khỏi nhà tù, Luffy giáo giết truy tìm Kaido và ngay khi vừa trông thấy, cậu đã ngay lập tức nhào tới tặng cho lão một quả Rocket 1 giờ, ý mình là Red Rock. Màn chào hỏi này của Luffy trong dịp tái ngộ lần 2 giữa hai người đã khiến cho Kaido ngã lăn xuống đất. Nó đánh dấu lần đầu tiên đòn đánh của Kulu có thể gây sát thương cho Tứ Hoàng Bách Thú, trong khi những chiêu thức trong trạng thái Gear 4 trước đây chỉ đủ để giúp cho thầy đô tỉnh rượu. Kaido từ đó luôn tránh né những lần thi triển Red Rock sau này của Luffy, chứ cứ hình hình chờ cái mặt đó ra mà đỡ thì chắc là méo mó tới mức còn không nhận ra cha, tớ không nhận ra chủ mất. Giống như Red Hawk, kỹ năng tưởng nhớ người anh trai hỏa quyền đã mất, Red Rock cứ mang ý nghĩa rất lớn cho bản thân Luffy. Cuộc chiến ở Wano và cả bầu trời One Piece, Gomugomono Red Rock đánh dấu một bước ngoặt lớn về sự tiến bộ sức mạnh của Luffy, khiến cho một kẻ có biệt danh là sinh vật mạnh nhất thế giới, Tứ Hoàng Kaido Bách Thú phải công nhận. Nó dần dần làm giảm đáng kể khoảng cách sức mạnh giữa hai thời đại hải tặc. Cú đấm cũng làm nên thương hiệu cho Luffy, tạo nên một khoảnh khắc đầy epic cho cuộc đấu trên nóc lâu đài. Sự kiện comeback này của Lù trong chapter 1000 cũng tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho chặng đường dài suốt hơn 2 thập kỷ qua của manga One Piece. Đối với mình,
Red Rock như là một món quà tri ân mà bác Oda dành tặng fan nhóc mũ rơm nói riêng và fan One Piece nói chung nhân dịp cuối năm 2020. 7. King Kong Gun. Đây là một chiêu thức vô cùng đặc biệt chỉ xuất hiện trong movie One Piece Stampede mà Luffy dùng để đối đầu với tay phản diện Douglas Bullet. Bullet là một trong những thuyền viên ưu tú trên tàu vô hải tặc Gordy Roger. Hắn sở hữu một sức mạnh thể chất đáng gờm được Bucky miêu tả là mạnh ngang ngửa với thuyền trưởng Silver Rayleigh. Ngoài ra, hắn còn sở hữu cho mình trái ác quỷ Gashagashinomi, một trái ác quỷ cho phép người sử dụng tạo ra mọi thứ bằng cách kết hợp các vật thể vô tri theo ý muốn. Với năng lực này, Bullet đã hợp nhất cơ thể của mình với người máy Catapult được giấu dưới lòng đất cũng như mặt đất dưới chân hắn. Để đánh bại được con quái vật siêu to khổng lồ này, tất cả mọi người từ Bo Hancock, Law Smoker, Sabo, Crocodile hay thậm chí là Rob Lucy và đại ca Buggy đều phải cùng nhau hợp sức chỉ để phá vỡ được lớp giáp hợp thể của Bullet. Và tất nhiên, mình chính luôn luôn là người ra đòn quyết định. Kulu đã thi triển chiêu thức Gomu Gomu no King Kong Gun, một kỹ năng còn mạnh mẽ hơn cả King Kong Gun. Sau khi đạn này nằm đấm lại, Luffy tiếp tục thổi thêm khí vào đó trước khi tung ra một cú đấm to cực đại với sức công phá khủng khiếp trông hệt như trái bom vậy. 6. Kong Rifle là bản nâng cấp của Gomu Gomu no Rifle, một chiêu thức xuất hiện khi Luffy giãn cánh tay ra phía sau và xoắn nó lại rồi tấn công trực diện vào đối thủ như một mũi khoan, khiến cho hắn phải xoay vòng nhiều lần giúp làm tăng đáng kể số sát thương của đòn đánh. Nhưng với cú xoắn tay dưới dạng Gear 4 được buff thêm Haki vũ trang đẳng cấp cao, phiên bản Pro Max mang tên Kong Rifle trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Đây là tuyệt kỹ cậu dành riêng để đánh Kaido Sensei sau khi chỉ vừa mới được comeback trở lại từ Chap 1000. Khi chạm vào dòng thần Kaido, nó đã tạo ra một vụ nổ lớn với cú phản lực gần như không thể cản phá. Với kỹ năng này, Luffy đã có thể đánh bật Kaido ra phía sau, tạo cơ hội cho 4 siêu tân tinh còn lại lao lên và thay phiên nhau tẩm quật ông già. 5. Kong Gatling. Gomu Gomu no Kong Gatling là một kỹ năng tỏa sáng của Luffy trong chapter 1002, một phiên bản nâng cấp từ Elephant Gatling tại đảo Người Cá. Nhờ Elephant Gatling, Luffy đã có thể hạ gục tên người cá Hody Jones và phá vỡ một phần cấu trúc của con tàu Noah. Kong Gatling không khác gì chiêu thức này cùng với liên hoàn cú đấm, điểm đó hơn nhau ở chỗ Haki vũ trang bọc toàn bộ quanh cú đấm. Có thể nói, Kidilu đã luôn áp dụng rất tốt những bài học mới về Ryou để tăng sức mạnh, sức sát thương, độ hủy diệt và tàn phá cho những kỹ năng đã vốn có của mình để nâng chúng lên một tầm cao mới. Kaido đã phải đứng chịu trận khi Luffy triển khai chiêu thức này và liên tục đấm vào mặt ông, cũng một phần vì ông ta muốn vậy để cảm nhận sức mạnh của giới trẻ thế này. Và như lời một người thầy internet nào đó đã dạy, ngủ thì chết, chứ tội tình gì. Kaido đã bị thâm đen một bên mắt sau khi ăn trọn một bó hành mang tên Kong Gatling. 4. King Kong Gatling là một sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ của Kong Gatling với sức mạnh từ những cú đấm của King Kong Gun. Gomu Gomu no King Kong Gatling đã tạo nên một phiên bản có thể nói là còn mạnh hơn cả chiêu Kong Gatling mà mình đã nhắc tới ở trên. King Kong Gatling có màn trình diễn múa may trước khi ra đòn tương tự như Kong Organ. Sau khi nén cả hai nắm đấm và thổi vào một lượng khí vào cánh tay của mình, Luffy di chuyển chúng theo chiều ngang một cách nhanh chóng đến độ tạo ra dư ảnh về hai cặp cánh tay phụ khác trong khi đang tung ra một loạt các cú đấm mạnh mẽ liên tục vào phía đối thủ. Gomu Gomu no Gatling chính là chiêu thức anh Men sử dụng để hạ Knockout Douglas Bullet tại phần ngoại truyện lễ hội hải tặc. Sau khi lớp giáp hợp thể bao bọc bên ngoài đã bị phá vỡ, Bullet quyết định solo một mất một còn với tên thuyền trưởng bằng mũ rơm và quá nhỏ cho đội bán nho khi không biết rằng chống Men là sai lầm lớn nhất của mọi nhân vật. Luffy chỉ với duy nhất King Kong Gatling đã có thể hạ đo vào Douglas Bullet trong trận đấu tay đôi cuối cùng này. Trước khi đó, cả 11 siêu tân tinh có cùng hợp sức thì cũng chỉ đủ để gạy ngứa cho hắn mà thôi. Anh em nào chưa xem phần phim mới nhất này của One Piece thì ớt kìa, còn ngồi đó làm cái gì mà không xem ngay đi, tôi đảm bảo không phê không lấy tiền. Ba, Hydra được đặt dựa theo tên một sinh vật với hình dạng là một con rắn nhiều đầu xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Gomu Gomu no Hydra tới thời điểm hiện tại khi mình nói với kịch bản này là dạng mạnh nhất của Gear 4 Snake Man. Luffy lần đầu sử dụng chiêu thức này để chống lại Kaido tại Chap 1041. Với kỹ năng này, Luffy kéo giãn cánh tay và tung một loạt các cú đấm có tốc độ tương tự như Gomu Gomu no Black Mamba, nhưng nó khác bọt hẳn ở chỗ đó là những cánh tay ấy được truyền thêm Hashoku Haki vào để tăng sức mạnh.
Tất cả là nhờ bảo mẫu đô do ép cháu Lù ăn quá nhiều cháo hành, khiến cháu sảng suýt chết. Bảo mẫu còn nhẫn tâm ném cháu xuống biển để phi tang, mà như đen vâu tận hưởng sự mặn mòi của biển cả để giác ngộ được chân lý về tình yêu thương trong 2 triệu năm. Luffy sau khi từ dưới biển ngoi lên cũng giác ngộ được chân lý về Haki Bá Vương đẳng cấp cao và áp dụng nó cho các đòn đánh để tạo ra những chiêu thức mới trâu bò và dễ gây thương vong hơn. Không giống như Black Mamba chỉ bao gồm những đòn tấn công linh hoạt bất ngờ phóng ra từ cả trên và dưới để chống lại những đối thủ nhanh nhẹn nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả với một kẻ sở hữu Haki quan sát đẳng cấp cao. Hydra không chỉ tăng sức sát thương bởi lớp Haki bao vây bọc bên ngoài, Luffy thậm chí còn sử dụng Haki đặc quan sát đẳng cấp cao khi tung ra chiêu thức này và tăng độ linh hoạt cũng như đàn hồi cho các cú đấm, khiến chúng có thể xuất hiện trong phạm vi tận 360 độ và hoàn toàn khóa chặt đối thủ từ mọi hướng. Như biểu hiện của Kaido trong khi đang ăn trọn chiêu thức này và bị hộc máu, mình tin rằng Gomu Gomu no Hydra đã thực sự khiến ông không kịp trở tay, chứ không phải là vì ông thích hứng đòn như những lần trước đó. Hai, Over Kongan. Hay còn có một tên gọi khác là Supreme Kongan, Gomu Gomu no Over Kongan có thể nói là tuyệt chiêu Gear 4 mạnh nhất của Luffy. Thay vì tăng cường Haki vũ trụ đẳng cấp cao và cú đấm Kongan như King Kongan, Luffy đã thay thế nó bằng Haki bao vây đẳng cấp cao nhằm gia tăng sức mạnh cho đòn đánh một cách tối đa nhất có thể. Đây có phải là con bài tẩy cuối cùng của Luffy trong nỗ lực kết liễu dứt điểm Kaido tại chapter 1042. Câu gọi đây là trạng thái Gear 4 cuối cùng của mình. Mặc dù chưa thể tiêu diệt ngay vị tứ hoàng này chỉ trong một đợt giao duy nhất, Over Kongan vẫn đủ sức khiến Kaido tỏ ra phải chây chật và phải tung ra những chiêu thức mạnh nhất và nguy hiểm nhất. Màn tung chiêu thứ hai của Over Kongan chắc hẳn sẽ rất là hoành tráng nếu không có sự phá đám của đồng chí mặt lờ CP0. Anh em nghĩ thầy Đô sẽ ra sao nếu Luffy hoàn thành chiêu thức này thành công trong cái lần đó nhở? Đây là ý kiến của mình ở bên dưới comment nhé. 1. Bajrangan. Nếu như những kỹ năng mạnh nhất của Luffy Gear 4 và bao loại Haki đẳng cấp cao vẫn chưa đủ để thành công đánh bại được hoàn toàn Kaido bách thú thì đây, dạng thức tỉnh của trá quỷ mang tên Gear 5 chính là chìa khóa quyết định giúp cô Lù hoàn toàn giành chiến thắng trước ông thầy bất đắc dĩ của mình. Gomu Gomu no Bajrangan là đòn đánh dứt điểm cuối cùng hạ gục Kaido tại trang 1049, được đặt theo tên vị thần khỉ Hanuman trong Inu giáo. Nguồn cảm hứng chính cho nhân vật Tôn Ngộ Không của Tây Du Ký, Bajrangan được các fans đánh giá là đòn tấn công mạnh nhất của bộ truyện One Piece, ít nhất là cho tới chapter 1050. Luffy lần đầu gọi tên chiêu thức này tại gần cuối chapter 1048, khi cậu chuẩn bị giáng nó xuống đầu Kaido cũng như là định phá hủy cả Onigashima. Chiêu thức này giống với phiên bản Gear 5 của King Kongan, khi cú đấm được thổi phồng to hơn cả kích thước của đao quy và được bọc trong Haki vũ trang lẫn cả Haki bá vương đẳng cấp cao, khiến nó chuyển sang một màu đen tuyền đằng đằng sát khí. Tứ hoàng bách thú đã phải dùng đến tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, hỏa diễm bắt quái để chống chọi với Bajrangan. Ngọn lửa rồng thiêng này nóng tới mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Tuy nhiên, Bajrangan vẫn tỏ ra vượt trội hơn kỹ thuật này, mặc dù Luffy vẫn phải nghiến răng nghiến mặt chịu đựng sức nóng của hỏa diễm bắt quái. Bajrangan cuối cùng đã có thể chế ngự được nó và làm cho Kaido gãy xương, khiến ông mắt trắng dã, mồm đớp đớp như thể đã mất đi khả năng chiến đấu mà cứ vậy rơi tự do xuống kinh đô hòa ở bên dưới. Khoảnh khắc này được đặt cạnh khung tranh về chiếc đèn lồng với lời cầu nguyện xin hãy đánh bại con rồng đáng sợ, nhưng nhằm ngụ ý rằng cuộc đấu dai dẳng giữa Luffy và Kaido đã tới hồi kết. Ok, vậy đến đây là cũng đã hết nội dung của video rồi nhờ. Giờ thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng tới với góc comment thôi nào. Đầu tiên là bạn Bạc Cầm Dương. Anh xăm soi cho em hỏi, nếu theo giả thuyết của anh thì nếu bạn cũ của Zoro còn sống thì có mạnh không ạ? Mong lên TV. Ý em là Kuina đúng không? Nếu là vậy thì anh nghĩ có em nhé. Vì Kuina vốn từ nhỏ đã có một thể chất và khả năng kiếm thuật đáng gờm khi có thể đánh thắng cả người lớn và không bao giờ để thua trước Zoro. Dù thanh niên Kutit đã tròi hát rất nhiều, kể cả sau này. Fuse, nó có hơi bị to một tí thì anh nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Nice. Tiếp tới là bạn Đông Hà. Có phải Joy Boy là hiện thân linh hồn trái Nika không anh? Theo ý kiến cá nhân của anh thì Joy Boy là biệt danh được đặt chung cho tất cả những chủ nhân của trái Nika khi họ đã thức tỉnh được nó, như Luffy và người đàn ông có lời hứa với đảo người cá từ 800 năm trước. Có thể là vì đặc điểm tính cách nổi bật và sự ảnh hưởng của họ có liên quan tới niềm vui nên họ mới có tên gọi là Joy Boy như vậy. Cuối cùng là bình luận của bạn Nguyễn Toàn. Anh sao cho em hỏi, tiền thưởng của thuyền trưởng xăm soi là bao nhiêu ạ? Mong lên TV. 69 tỷ 696 triệu 969 ngàn 699. Nhà anh em,
người đàn ông được truy nã cao nhất Việt Nam đấy. Và anh em đừng quên để lại bình luận thật bựa để được lên TV trong những số tiếp theo. Hãy nhấn vào nút like, share và subscribe kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình. Và hãy luôn ủng hộ Clan Băng Hải Tập Xăm Soi trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.